chào quý vị và các bạn. Trong chương trình lịch sự truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay, trước hết chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về lễ khai mạc lễ hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình lần thứ tư. Đến với lễ hội văn hóa các dân tộc ba tỉnh lần này có đại biểu của gần 20 sở văn hóa thông tin thể thao tỉnh bạn trong cả nước. Vị đại biểu mà chúng tôi gặp đầu tiên cũng là vị đại biểu đầu tiên đến dự lễ hội, đó là giám đốc sở văn hóa thông tin thể thao tỉnh Kon Tum Phan Đức Luân. Qua câu chuyện thân tình, anh đã cho chúng tôi biết những cảm tưởng đầu tiên khi đặt chân đến Sơn La dự lễ hội văn hóa ba tỉnh. Ở xa thật, nhưng mà từ khi nhận được cái giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thì tôi đã thấy cả một cái niềm phấn khởi, và tôi tự tin rằng là tôi sẽ đến Sơn La và chắc chắn là sẽ học tập, sẽ trao đổi và sẽ gắn bó được với Sơn La trong cái dịp đại hội này sẽ rất là tốt. Thưa quý vị và các bạn, lời chào tới các quý vị đại biểu, các diễn viên, vận động viên về dự lễ hội, lời chào thân ái, đoàn kết và chúc lễ hội văn hóa các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình thành công rực rỡ. Nhân dịp lên dự lễ hội văn hóa các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hòa Bình tổ chức tại Sơn La, đoàn đại biểu Sở Văn hóa Thông tin Thể thao tỉnh Kon Tum đã tặng Sở Văn hóa Thông tin Thể thao tỉnh Sơn La món quà nghệ thuật mô hình nhà rông Tây Nguyên làm bằng chất liệu mây tre. Đồng chí Phan Đức Luân, giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao tỉnh Kon Tum đã trao món quà nói trên cho đồng chí Trần Luyến, giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Sơn La.